Tôi là chúng ta cùng
ông đó sẽ tiếp tục sử dụng chiếc xuôi đuôi điều tra này để chúng ta sẽ thấy điều cuộc tiếp cầu sẽ rất là xa hơn kia như thế này để xem điều đó sẽ mang đến gì chúng ta trong một buổi tiếp theo. Phan người đó sẽ nào ok người rồi rồi bây giờ người ta sẽ dùng chiếc xuôi đuôi điều tra phan we still be the điều tra mọi người biết cái sản phẩm mới chúng ta bị đi vô mà on the streaming vì hai cái sản phẩm là bộ ảnh này giờ đây là mới về công ty đen gì luôn thế sẽ thử là các bạn cho nó một vài thứ rồi hai cái điều quan trọng nhất là this one we're going to do